ai chưa nghe thì nghe. Với đề tài Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị Đảng Việt Cộng đáng bị treo cổ vì tội ác diệt chủng. Hải ngoại ngày 28 tháng 6 năm 2009. Xin kính chào tất cả các bạn hiện diện hôm nay. Đề tài của chúng ta hôm nay là nói về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh. Đề tài này thực sự mà nói nhiều người nắm vững rồi, nhưng tôi muốn thêm vào những chi tiết cho sáng tỏ. Tôi xin khởi đầu từ năm 1911, khi mà lúc bấy giờ Hồ Chí Minh tên là Nguyễn Tất Thành, rời Việt Nam làm bồi tàu để đi sang bên Pháp. Việc đầu tiên Hồ Chí Minh làm là xin vào học trường thuộc địa Pháp. Trường đó đào tạo những người sau này về cai trị lại nước thuộc địa. Việc này chứng tỏ Hồ Chí Minh không hề có mục đích to lớn là cứu nước, như vẫn được tuyên truyền đâu. Vì đã cứu nước thì không bao giờ xin vào học cái trường thuộc địa để sau này trở về làm quan. Sau này các nhà sử gia ngoại quốc có nói rằng Mỹ cũng như Pháp đã bỏ nhiều cơ hội để lôi kéo Hồ Chí Minh ra khỏi quỹ đạo Cộng sản. Theo tôi hiểu, vấn đề đó hoàn toàn lầm. Thực sự mà nói, cơ hội duy nhất có thể lôi Hồ Chí Minh ra khỏi quỹ đạo Cộng sản thì chính là vào năm 1911, khi Hồ Chí Minh làm đơn xin vào học trường thuộc địa. Giả sử lúc bấy giờ Pháp chấp nhận cho Nguyễn Ái Quốc, tức là Nguyễn Tất Thành học trường đó, thì Pháp sẽ có một người quan lại nô bộc rất là giàu quyền, rất là trung thành với mẫu quốc Pháp. Đó là cơ hội duy nhất có thể lôi kéo Hồ Chí Minh về với quốc gia. Đại cương như thế, xa rời hẳn đế quốc Cộng sản Nga Xô lúc bấy giờ. Hồ Chí Minh mật báo cho Pháp bắt Phạm Bội Châu năm 1925, mới là vấn đề vẫn còn gây ra tranh cãi, là việc báo cho Pháp bán đứng cụ Phan Bội Châu năm 1925. Việc cụ Phan Bội Châu bị bắt từ Thượng Hải, giải về Việt Nam và cuối cùng thì xử tù, do đồng bào đấu tranh nên được ân xá về ở Huế, đó là sự việc lịch sử không ai có thể chối cãi được. Khi mà bán cụ Phan Bội Châu như vậy, Sở Mật Thám đã chi ra số tiền rất lớn. Khoản tiền này trị giá vào độ 150.000 tiền franc Pháp. Các bạn phải nhớ rằng, vào năm 1925, thì trị giá tiền to lắm. Mua một con trâu ở Việt Nam thì giá chỉ có 5 franc, tức là 5 Phật lăng mà thôi. Đây là tới 150.000 franc thì giá tiền ấy rất là to. Có nguồn tin loan truyền sau này cho rằng cụ Phan Bội Châu bị bán là do Hồ Chí Minh và Lâm Đức Thụ, một tay chân đàn em của Hồ Chí Minh lúc bấy giờ, đang sống ở Quảng Châu, Trung Quốc. Tất cả những cái đó, theo tôi nghĩ, nhiều cái cũng không có bằng cớ. Nhưng có ba nhân vật đáng tin hơn hết. Nhân vật thứ nhất là nhà văn Nhượng Tống, người bạn đồng chí thân thiết với Nguyễn Thái Học. Vào năm 1927, ông Nhượng Tống lúc bây giờ có viết một quyển sách nhan đề Ai bán đứng cụ Phan Bội Châu. Ông Nhượng Tống nêu đích danh người bán cụ Phan Bội Châu là Lý Thụy. Mà Lý Thụy lúc bây giờ là tên của Hồ Chí Minh hoạt động ở bên Tàu. Lúc bây giờ Lý Thụy không hề nổi tiếng, không ai biết Lý Thụy là ai cả. Không ai biết Lý Thụy là Nguyễn Ái Quốc, là Cộng sản. Lúc đó Việt Nam Quốc dân Đảng, trong đó có Nguyễn Thái Học, có Nhượng Tống, cũng không hề biết Lý Thụy là ai hết. Bây giờ Việt Nam Quốc dân Đảng cộng tác với Cộng sản, nó có cái rắc rối như thế. Vì mấy ông cứ ngỡ những người Cộng sản cũng là những người yêu nước. Điều đó chứng tỏ cái gì? Khi Nhượng Tống viết rằng Lý Thụy bán đứng cụ Phan Bội Châu, đó là một sự thật. Vì lúc ấy chưa mang tính chất tuyên truyền chống cộng. Vì Đảng Cộng sản vào năm 1930 mới thành lập, cũng không hề có ý bôi nhọ Hồ Chí Minh sau này. Mãi sau này Hồ Chí Minh mới nổi lên. Lúc bây giờ thì Hồ Chí Minh chỉ là một nhân vật vô danh thôi. Cho nên tôi coi lời viết của ông Nhượng Tống là trung thực.
Sau này, có lẽ vì bài viết đó, vào năm 1949, 1950 khi tôi đang ở Hà Nội, Nhượng Tống lúc bấy giờ 30 năm rồi không làm chính trị nữa. Tất cả các hoạt động ông đều ngừng, ông chỉ làm thầy thuốc ở nhà để chữa bệnh thôi. Vào khoảng 8 giờ tối ở nhà, ông Nhượng Tống lập tức bị giết chết ngay. Đây có thể là do kết quả bài viết của ông Nhượng Tống vào năm 1927, cho nên ông Nhượng Tống đã bị thủ tiêu và giết chết ngay giữa Hà Nội. Người thứ hai đáng tin cậy nữa là cụ Hoàng Thân Cường Đệ, cũng xác nhận rằng một số tiền lớn và nhân lúc cụ Phan Bội Châu bị tù, thì tinh thần yêu nước của đồng bào ở trong lại nổi lên rất cao. Cụ Phan lúc bấy giờ trở thành nhân vật rất nổi tiếng, kích thích lòng ái quốc của người Việt Nam. Thì Lâm Đức Thụ có đi khoe khoang với mọi người ở bên tàu lúc bấy giờ rằng chính bạn ông ta là Lý Thụy, tức Hồ Chí Minh lúc bấy giờ đã bán cụ Phan Bội Châu. Nhà vua Cường Đệ và nhà văn Nhượng Tống là hai nhân vật theo tôi thì rất là khả tín. Một nhân vật thứ ba nữa là cụ Lê Dư, cũng nói rằng chính Lý Thụy đã bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Pháp. Cụ Lê Dư bút hiệu là Sở Cuồng, cũng hoạt động ở bên tàu cho nên biết rất rõ chuyện. Cụ Lê Dư, nhà văn Sở Cuồng, là bố vợ của ba nhân vật nổi tiếng ở Việt Nam. Thứ nhất là bố vợ của tướng Nguyễn Sơn là Cộng sản đấy. Thời 47-48 cai quản vùng Thanh Nghệ. Người thứ hai là nhà văn Vũ Ngọc Phan, cũng lấy con gái cụ Lê Dư làm bà Hằng. Người thứ ba là cụ Hoàng Văn Chí. Chính bố vợ của cụ Hoàng Văn Chí kể lại cho cụ Hoàng Văn Chí biết rằng người điểm chỉ Pháp bắt cụ Phan Bội Châu là Lý Thụy. Ba nhân vật uy tín đã xác quyết như vậy. Cái tội lỗi Hồ Chí Minh bán cụ Phan Bội Châu thì chúng ta có thể tin là chuyện có thật. Muốn tìm thêm bằng chứng thì những nhà sử học Việt Nam ở Pháp nên làm sao tìm hồ sơ của mật thám Pháp vào thời đó. Vì cái việc Pháp bắt cụ Phan Bội Châu là lớn lắm. Coi tìm đã được chứng tích gì không? Để xác minh thêm, đó là cái tội đầu tiên mà Hồ Chí Minh phạm phải đối với dân tộc Việt Nam là đã bán rẻ cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp. Nhiều người nói cụ Phan Bội Châu là người yêu nước mà Hồ Chí Minh cũng tôn kính cụ Phan Bội Châu. Thế thì tại sao lại bán đứng một nhà lãnh đạo có uy tín lớn như vậy chứ? Tôi xin mạn phép trả lời thế này đây. Đối với chúng ta là người dân Việt Nam thì cụ Phan Bội Châu là một người yêu nước, là một người rất đáng kính. Thế nhưng mà đối với Hồ Chí Minh thì hoàn toàn không phải là thế. Hoàn toàn không phải là vậy. Vì ngay từ năm 1947, khi mà viết những mẫu chuyện hoạt động của Hồ Chủ tịch ký tên là Trần Nhân Tiên, thì Hồ Chí Minh coi cụ Phan Bội Châu không ra gì cả. Hồ Chí Minh có nói rõ trong quyển sách đó, tội lớn quá, nếu cụ còn sống thì Hồ Chí Minh không thể nào ngó lên được. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản thủ tiêu nhiều người quốc gia. Sau này trong cuộc đời Hồ Chí Minh, chính những người Cộng sản như Hà Huy Tập, Trần Phú cũng đều tố giác Hồ Chí Minh cái tội đã làm cho hàng trăm đảng viên Cộng sản bị thực dân Pháp bắt. Mà người ta nghi là Hồ Chí Minh đã chỉ điểm cho bọn Pháp, có lẽ vì những việc như vậy. Cho nên từ những năm 1933 đến năm 1938, Hồ Chí Minh bị giam lỏng ở bên Nga, không làm gì cả. Đó là những năm không có một tin tức gì về Hồ Chí Minh hết. Sau này, đến khi cách mạng tháng 8 thành công, thì chúng ta thấy Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã tiêu diệt tất cả những người quốc gia như thế nào. Chúng ta cũng đã nắm vững. Rất nhiều người trong giai đoạn đó, từ những học giả như Phạm Quỳnh, nhà văn Khái Hưng, Lan Khai, Tạ Thu Thâu, những người tôn giáo như Đức Huỳnh Phú Sổ, Đảng trưởng Duy Tân, ông Lý Đông A, vân vân, đều bị Cộng sản thủ tiêu. Tất cả những tội lỗi đó, bây giờ nó có những bằng chứng rất rõ rệt. Chúng ta không cần gì phải tranh cãi nữa, phải không nào? Không cần phải tranh cãi về vấn đề đó nữa. Tiếp sau đó,
đến những cuộc kháng chiến chống Pháp. Có rất nhiều người quốc gia, nhiều người theo chủ nghĩa quốc gia mà không đi theo Cộng sản, cũng bị thủ tiêu, tù đày và chết chóc rất là nhiều. Bây giờ nói về cải cách ruộng đất. Đây là một tội ác diệt chủng. Sau khi ký Hiệp định Geneva rồi, tiếp đến là cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất tôi có thể nói là một cuộc diệt chủng quy mô. Là vì theo tài liệu của chính Cộng sản, thì trong cuộc cải cách điền địa này, 172.000 người đã bị giết oan. Con số nó lớn quá. Với con số đó, chính Cộng sản nói, thì chúng ta phải thấy rằng là chỉ riêng với cái tội đó thôi, thì Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, những người trong bộ chính trị đủ để đưa họ ra một tòa án quốc tế rồi. Nếu mà có một tòa án công minh xét xử, thì tôi nghĩ là Hồ Chí Minh cũng như là toàn thể bộ chính trị của nó đều phải treo cổ chúng nó mà thôi. Không có bàn luận gì khác cả. Cái tội đó quá lớn, mà các sử gia thế giới bây giờ cũng phải công nhận đó là tội ác diệt chủng. Tội ác diệt chủng. Những người nào bây giờ còn bênh vực ông Hồ, còn bàn luận ông ta có phải là người ái quốc hay không? Ông ta có yêu nước hay không? Ông ta là người quốc gia hay là người cộng sản? Cái nào nhiều cái nào? Thì tất cả những bàn luận nó đều vô nghĩa cả. Nếu mà xét xử công minh, thì riêng cái tội cải cách ruộng đất thôi đã đủ để treo cổ Hồ Chí Minh và toàn thể bộ chính trị Đảng Cộng sản rồi. Không để sót một ai cả nhé. Đấy là sự thật của lịch sử, nói theo tinh thần rất là vô tư của luật pháp, chứ không phải do vì hận thù gì hết. Kế đến là về nhân văn giai phẩm và đánh tư sản ở miền Bắc. Sau vụ cải cách ruộng đất rồi, thì tiếp đến là vụ nhân văn giai phẩm. Đàn áp văn hóa như thế nào? Tất cả mọi tiếng nói đều bị bóp nghẹt. Tất cả những văn nghệ sĩ đều phải sống rất là hèn. Đánh mất mình, làm tôi tớ, và làm công cụ cho Đảng Cộng sản. Những người nào mà suy nghĩ độc lập một tí thì bị trù dập, bị đi tù. Toàn bộ nhân dân Việt Nam, toàn bộ văn nghệ sĩ Việt Nam đều mất hết quyền tự do sáng tác. Báo chí, các thứ đều nằm trong bàn tay sắt của Đảng. Thì tiếp theo đó là vụ đánh tư sản ở miền Bắc, cũng đã gây ra không biết bao nhiêu là cảnh chết oan, biết bao nhiêu cảnh tù đày. Sự thật mà nói, sau năm 1954 thì những người giàu có ở Hà Nội đa phần đều di cư vào Nam rồi. Còn lại đều toàn là những người vừa phải thôi, không giàu có, thì cũng bị đánh ngay vào tư sản. Có nhiều người tự tử ở trong tù, có nhiều người nhảy lầu chết, có nhiều người bị bắt đi tù và bị cướp hết tài sản. Thì đó cũng lại là một tội lỗi nữa. Sau đó, Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết 49 tập trung cải tạo không xét xử. Sau này, đến năm 1961, vào ngày 2 tháng 6 năm 1961, Quốc hội Cộng sản Việt Nam do Trường Chinh làm chủ tịch lúc đó theo lệnh của Hồ, có ban hành một sắc lệnh gọi là Nghị quyết 49. Nghị quyết này cho phép công an và chính quyền địa phương có thể cho đi tập trung cải tạo 3 năm bất cứ một thành phần nào gọi là bất mãn, không cần đem ra xét xử. Vì qua thực tế ở miền Bắc mà tôi thấy, thì hàng mấy trăm ngàn người bị tập trung cải tạo như vậy không xét xử. Vào tù chỉ 3-4 hôm sau là đi trại ngay, không có hỏi cung nữa. Thì những người này thật sự có làm gì đâu mà hỏi cung. Thì khi mà bị bắt như vậy, thì biết bao nhiêu là gia đình tan nát. Cho nên vào dịp đó, chúng tôi gọi là mùa xuân giao khiếp kinh, phá tan nát không biết bao nhiêu là gia đình, bao nhiêu là thảm cảnh xảy ra ở miền Bắc lúc đó. Đây là sắc lệnh đặt toàn thể nhân dân Việt Nam ra ngoài vòng pháp luật. Đặt toàn thể nhân dân miền Bắc ra ngoài vòng pháp luật. Sau này đến năm 1975, thì cái sắc lệnh đó, sắc lệnh tập trung cải tạo đó lại được áp dụng ở miền Nam đối với những sĩ quan và những người trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.
Điều này tương đối rõ rệt rồi phải không, thưa quý vị? Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản coi nhân dân như súc vật. Tất cả những cái đó nó xảy ra liên tiếp như vậy cho đến khi Hồ Chí Minh chết. Thì cả cái xã hội miền Bắc có thể nói là khủng khiếp. Người dân mất hết tất cả quyền làm người. Đấy là nói về mặt tinh thần. Trí thức thì trở thành tôi tớ. Nhân dân thì trở thành quá súc vật. Tôi xin nêu thí dụ thế này. Thời Hồ Chí Minh còn sống, khi Phạm Văn Đồng đem gạo ngon của Việt Nam mình đem sang các nước Nga, Ấn Độ, đổi lấy loại bo bo hay mì mọt, thì nói dối với các nước đó rằng chúng tôi đổi các loại hạt này về là để chăn nuôi, tức là để nuôi gia súc đấy. Nhưng trên thực tế thì để bán cho nhân dân Việt Nam, nuôi dân Việt Nam, mà ngay những bo bo và mì mọt đó cũng phải có tem phiếu mới có thể mua được. Câu nói mà chúng tôi dùng cho việc đổi hạt này, đổi bo bo về nuôi súc vật, coi nhân dân mình như súc vật, thì Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh không phải là giống người. Cái này thì những người sống ở miền Bắc thời đó đều thấy thấm thía vô chừng. Ngay cả bo bo cũng không có mà ăn nữa. Cuộc sống nó thê lương đến mức như vậy. Đó là nói về dưới thời Hồ Chí Minh. Bắt bớ tràn lan đến nỗi Bộ trưởng Bộ Công an lúc bây giờ là Trần Quốc Hoàn cũng tuyên bố rõ rệt rằng bắt không tính đến lượt, hễ bắt vào tù càng nhiều bao nhiêu thì càng có lợi cho đảng và nhà nước bấy nhiêu. Hắn tuyên bố như vậy vì người tù làm ra của cải nhiều mà nuôi tù thì không là bao nhiêu cả. Nhà tù là nơi sản xuất bội thu có lợi cho đảng rất nhiều. Khủng bố xã hội làm cho người dân rất sợ mà khuất phục đảng. Thì đó là chính sách vô cùng thâm độc của đảng. Thế thì tất cả những cái đó nó xảy ra. Tiếc rằng miền Nam chúng ta cũng như thế giới hồi đó, rất ít người biết về chuyện đó. Nghe kể lại thì cũng không tin vì không thể ngờ, không thể tưởng tượng được là có cái xã hội quái gở như thế, phải không ạ? Những điều tôi nói đó là xảy ra dưới thời Hồ Chí Minh. Thế mà chúng nó còn gây chiến tranh với miền Nam và cả những binh lính chết thì con số lên đến 4 triệu. Khủng khiếp, không thể nào tưởng tượng nổi, phải không? Bây giờ nói đến vấn đề. Có một thời gian người ta nói rằng Hồ Chí Minh bị mất quyền, có không? Không. Hồ Chí Minh không hề bị mất quyền. Tôi muốn nói thêm, với tất cả những tội ác như vậy thì nhiều người biết quá rồi. Cho nên gần đây có những luận điệu nói rằng Hồ Chí Minh bị mất quyền với Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đã tước bỏ mọi quyền hành, chỉ còn ngồi chơi xơi nước thôi. Cái luận điệu này càng ngày càng lộ ra, có thể một phần là để gỡ tội cho Hồ Chí Minh. Nhưng mà sự thật lịch sử đã trả lời rõ rệt là những luận điểm như vậy không đứng vững được. Tôi sống ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa suốt trong vòng từ thời trước 1954 cho đến năm 1995. Thì thường nghe thấy Hồ Chí Minh bị giết rồi, Lê Đức Thọ nắm quyền, cần vũ khí hiện đại đánh nhau với Mỹ, Trung Quốc lúc bây giờ có đại loạn, cách mạng văn hóa năm 1966, kéo dài đến tận 10 năm sau thì những người lãnh đạo của Trung Quốc như Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Bành Chân vân vân, các nguyên soái như Hạ Long, Bành Đức Hoài vân vân lần lượt bị tù, bị giết, thành ra gây ra cảnh xáo trộn rất lớn ở Trung Quốc. Thế là sự viện trợ cho Việt Nam do cách mạng văn hóa Trung Quốc có bị giảm sút. Việt Nam lúc bây giờ hoàn toàn dựa vào Nga, nhưng mà vẫn phải đóng vai là thân với Trung Quốc, chứ không dám công khai chửi bới Trung Quốc. Lúc bây giờ thì Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam thiên về Nga. Khi đó, tháng 10 năm 1967, lúc bây giờ Tố Hữu rất ghét Trung Quốc, có làm một bài thơ để nói xỏ xiên Mao Trạch Đông. Trong bài thơ đó, Đại Cương kể lại tích Mỹ Châu và Trọng Thủy, nói Mao Trạch Đông, trái tim
nhằm chỗ để lên đầu, nên nỗi cơ đồ xuống vực sâu. Chợ trời chân lý không phân biệt, tình nghĩa anh em cũng thiếu thừa. Ý nói Mao Trạch Đông mê Giang Thanh, yêu Giang Thanh quá cho nên đến nỗi trái tim nhằm chỗ để lên đầu, chỉ gây ra đại loạn khi lãnh đạo của cách mạng văn hóa lúc bây giờ do nhóm Giang Thanh cầm đầu. Bài thơ đó đăng trên báo Nhân Dân thì Hoàng Văn Hoàn có viết lại. Hồ Chí Minh đọc bài thơ đó trên báo vào buổi sáng, liền lập tức ra lệnh thu hồi toàn bộ số báo Nhân Dân lại. Hoàng Văn Hoàn viết thêm, khi thu hồi báo Nhân Dân lại, sao kịp nữa, khẳng định mà trả lời một câu rằng, không phải tư thế một người ngồi chơi xứ nước mất quyền, bị tước đoạt hết tất cả mọi quyền lực. Đấy là theo nhận xét của tôi, mà đấy là một chứng cớ để nói rằng Hồ Chí Minh chưa mất quyền năm 1967. Sau đó, bắt đầu sắp sửa bước qua năm 1968. Lúc bây giờ đang chuẩn bị cuộc tấn công Mậu Thân ở miền Nam Việt Nam. Cuộc tấn công Mậu Thân này, theo thư ký riêng của Hồ Chí Minh, Vũ Kỳ, có viết lại, thì Hồ Chí Minh đi máy bay về Việt Nam về trước hàng tháng rồi. Ra sân bay đón thì có Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ. Khi về đến chủ tịch phủ, Hồ Chí Minh chuẩn bị làm bài chúc Tết. Bài chúc Tết này cũng đồng thời như là cái khẩu lệnh để tấn công vào dịp Tết, mà miền Bắc Việt Nam đổi cả lịch nữa, ăn Tết trước một ngày để mà tấn công vào dịp Tết Mậu Thân. Mấy câu thơ đó chỉ có 4 câu thôi, như sau. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Nhưng 4 câu ấy là một khẩu lệnh tấn công, Hồ Chí Minh phải cầm cụi sửa chữa hàng mấy tháng trời mới xong. 4 câu thơ đó đại cương kêu gọi đồng bào phải nổi dậy để mà đánh thắng toàn thể miền Nam Việt Nam. Chỉ có câu thơ ngắn gọn đó thôi mà phải mất đến 5 tháng. Sau khi về Việt Nam, họp bàn với Bộ Chính trị chuẩn bị tấn công xong xuôi đâu vào đấy rồi. Mà toàn là do Hồ Chí Minh chủ tọa các cuộc họp đấy nhé. Thì Vũ Kỳ có kể lại mà. Xong đâu đấy rồi thì Hồ Chí Minh lại trở về Trung Quốc. Hồ Chí Minh trở về Trung Quốc thì cũng sắp sửa Tết đến. Mậu Thân sắp sửa diễn ra. Lúc bây giờ để hỏi ý kiến cuối cùng, để nhận lệnh cuối cùng, thì Võ Nguyên Giáp bây giờ tuy là mất quyền, cũng đã gọi điện thoại cho Hồ Chí Minh, mất 2 tiếng đồng hồ trên điện thoại để bàn về việc đánh Mậu Thân như thế nào. Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức lúc bây giờ là tay chân đắc lực của Lê Duẩn, cũng bay sang tận Bắc Kinh để gặp Hồ Chí Minh, nhận những chỉ thị cuối cùng như thế nào. Đêm hôm đó là đêm giao thừa. Vũ Kỳ có kể lại, đêm giao thừa hôm ấy, hai bác cháu ngồi mở radio ra nghe. Vũ Kỳ kể rằng khi bài thơ chúc Tết của ông Hồ vang lên, mắt ông Hồ sáng lên và rất phấn khởi và vui vẻ nói lên rằng, giờ này toàn thể nhân dân miền Nam đang vùng lên, đã nổi dậy. Tất cả những bằng cớ như vậy cho chúng ta thấy rằng, không phải Hồ Chí Minh là người ngồi ở tư thế bù nhìn, ngồi chơi sơi nước như mấy ông bạn xét lại. Một người ngồi chơi sơi nước không bao giờ có cái tư thế như thế cả, để nói ông ta không có chủ trương gây chiến tranh ở miền Nam. Trong tất cả những lời kêu gọi từ năm 1966-1967, mà Hồ Chí Minh nói trên đài radio, mà chúng tôi đã được nghe hết rằng, phải quyết tâm, dù có đốt cháy cả rạng Trường Sơn, cũng phải đánh chiếm cho bằng được miền Nam. Đó là những bằng chứng hùng hồn, nói lên điều mà tôi có thể khẳng định là ông Hồ Chí Minh không hề mất quyền. Đành rằng, có thể là trong vài năm cuối cùng của cuộc đời, do có ốm yếu nên vài việc nhỏ, thì bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng qua mặt ông ta. Nhưng về những vấn đề cơ bản, thì Hồ Chí Minh vẫn phải chịu trách nhiệm, vì ông ta vẫn là người trực tiếp lãnh đạo toàn bộ công cuộc đánh nhau với miền Nam, cho tới khi ông ta tắt hơi thở cuối cùng.
Ngay việc ướp xác không phải một sớm một chiều mà nó xảy ra đâu. Ngay từ năm 1967, đã mời các phái đoàn chuyên gia của Liên Xô sang để chuẩn bị ướp xác rồi. Họ biết ông Hồ không sống lâu nữa, cho nên chuẩn bị ướp xác. Chính báo phụ nữ của Việt Nam có đăng đấy. Khi ông Hồ chết rồi, thì chuyên viên Liên Xô muốn mang xác của Hồ Chí Minh về Mạc Tư Khoa để ướp, vì nó có đủ điều kiện hơn. Lúc bây giờ, phái đoàn chủ tịch Liên Xô sang Việt Nam, báo phụ nữ và chính các chuyên gia Liên Xô có kể lại, khi muốn mang xác của Hồ về Mạc Tư Khoa, thì Lê Duẩn khóc, nói rằng không thể để mang xác của Hồ đi được, mà phải để ở Việt Nam để làm cái việc ướp xác. Vì vậy cho nên phái đoàn Liên Xô mới mang tất cả các trang thiết bị sang Việt Nam cấp tốc để ướp xác cho Hồ Chí Minh. Tất cả những việc này đều có bàn luận và tính toán từ trước cả. Thế còn cái chuyện sau khi tôi chết, thiêu xác tôi đi đều là những cái bài vở nói ra mà thôi. Còn cái việc chuẩn bị ướp xác thì Hồ Chí Minh biết từ mấy năm trước rồi. Đấy là phái đoàn ướp xác của Liên Xô kể lại trên báo chí. Tôi muốn nói cuộc đời Hồ Chí Minh nó huyền hoặc, có nhiều cái người ta cứ thêu dệt thêm vào, nhưng thực chất như thế nào thì chúng ta cứ nói như thế thôi. Một điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh, về đời tư Hồ Chí Minh, chúng ta không cần bàn đến lắm đâu, vì cuộc đời con người, cái chuyện trai gái theo tôi nghĩ là cái chuyện bình thường thôi. Ông Hồ, hay ông Marx, hay ông Lenin cũng đều là những con người bình thường như mọi người mà. Rất dễ sa vào những thú vui như vậy. Thế nhưng riêng có một việc chúng ta không thể bỏ qua được. Đó là chuyện ông ta lăng nhăng với Nguyễn Thị Minh Khai là vợ Lê Hồng Phong, lăng nhăng với mấy bà người Nga, người Pháp, mấy cô Thái Tàu, Tăng Tuyết Minh vân vân. Chúng ta có thể bỏ qua được hết phải không ạ? Vì đấy nó là những chuyện sinh hoạt bình thường mà. Thế nhưng riêng cái chuyện đối với cô Nông Thị Xuân là cô gái Tề mà bây giờ có hình ảnh hẳn hoi, ảnh lúc bây giờ có hai mươi mấy tuổi đầu thôi mà được Hồ Chí Minh đưa về Hà Nội, có con với Hồ Chí Minh, đứa con bây giờ là Nguyễn Tất Trung đang sống ở Hà Nội đó. Cô Nông Thị Xuân bị chết thảm như thế nào? Chuyện đó Hồ Chí Minh ra lệnh cho Trần Quốc Hoàn giết thì chúng ta cần đưa ra ánh sáng. Nó không còn là chuyện tình ái đơn thuần nữa, mà nó là chuyện giết người. Giết người. Mà cô Xuân bị giết vì cô ấy dại quá, cứ đòi công khai hóa cuộc hôn nhân của mình với ông Hồng. Mà công khai hóa làm sao được chứ? Cô Xuân dựa vào đứa con là Nguyễn Tất Trung, đòi công khai hóa như vậy. Cho nên cô ta đã phải trước đấy một cái chết rất là bi thảm. Và những người bạn của cô ta, họ hàng cô ta cũng bị giết chết. Thí dụ cô Nông Thị Vàng, Nông Thị Nguyệt đều bị giết chết tất cả. Những cái này là một vụ án rất lớn của một ông chủ tịch nước, phải không? Cô con gái đáng thương ở tận Cao Bằng về để phục vụ sinh lý cho ông Hồ, có con với ông Hồ, rồi cuối cùng bị giết thảm như vậy đấy. Cái này sau này, khi Việt Nam có dân chủ tự do rồi, thì cần phải điều tra để lôi đích danh thủ phạm ra, chứ không thể bỏ qua được. Những việc này tôi tin chắc 100% là chuyện thật. Vì anh Nguyễn Tất Trung còn sống ở Việt Nam, ảnh cô Nông Thị Xuân còn đó, mồ cô Nông Thị Xuân còn đó. Cái xác cô Nông Thị Xuân nếu chưa bị phá hủy, đào lên bây giờ thì vẫn còn nhìn thấy vết búa đập lên đầu như thế nào, trên xương sọ bị ảnh hưởng. Tôi hoàn toàn tin đó là sự thật. Đã rõ nét, không còn cái gì để tranh luận. Đi đến kết luận duy nhất đúng là Hồ Chí Minh là một tên tội phạm của dân tộc Việt Nam, không hơn, không kém. Không nên bàn ông ta là người yêu nước hay không. Không nên bàn ông là quốc gia nhiều hay cộng sản nhiều. Ông ta có tinh thần dân tộc hay không? Không, không nên bàn những cái đó nữa. Những sử gia ngoại quốc họ u mê đã đành rồi. Nhưng người Việt Nam không được phép u mê như vậy. Bảo rằng một người có tinh thần dân tộc, thế mà vừa về đến Việt Nam, sau bao nhiêu năm xa nước,
năm 1941 về đến Cao Bằng ở hang Bắc Bó ấy, thì đã làm ngay mấy câu thơ: kia suối Lenin đây núi Mác, hai tay gây dựng một cơ đồ. Bao nhiêu danh nhân Việt Nam sao không đặt tên, mà đặt tên Mác với Lenin, thì đủ hiểu cái tâm hồn của ông ta lúc nào cũng chỉ Mác Lê mà thôi. Và đến khi ông ta trút hơi thở cuối cùng, ông cũng ước mong là được về với Mác Lê, chứ không được về với vua Hùng, với Trần Hưng Đạo, hay được về với Lê Lợi, Quang Trung gì cả, mà lại ước mơ được về gặp ông Mác, ông Lê. Con người như vậy thì làm sao còn bảo ông ta là cộng sản hay quốc gia nữa chứ? Có tinh thần dân tộc hay ông ta theo cộng sản? Xem, đều hiểu rõ ông Mác là người thế nào. Xin lỗi các bạn nhé, sử sách còn ghi rõ mà. Các Mác là người chuyên đi chơi gái điếm. Ngay cả cô con ở, ông Mác cũng làm cho cô ta có con. Nhưng mà để cho bà vợ các Mác đỡ ghen, thì ông Engel là bạn phải nhận là con của mình. Thế Marx với Engels là những người như thế nào? Họ đề ra chủ nghĩa cộng sản bình đẳng bác ái, mọi người như nhau, dân tộc bốn bể là nhà, không biên giới, vô sản là anh em tất cả. Nhưng thực tế, trong những văn bản bị loại bỏ, Marx với Engels là những người rất phân biệt chủng tộc, nói xấu Do Thái, coi dân tộc slaver, Bulgaria, Rumania, kể cả người Nga, coi những dân tộc châu Phi, châu Úc rất là hèn kém. Trân trọng kính chào quý vị, Nguyễn Chí Thiện. Người đọc, chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời giờ để nghe.